Bây giờ tôi tới công ty đây. Ừ. Nếu như Trân Trân nó có chuyện gì thì gọi điện ngay cho tôi. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Sao vậy? Vẫn không chịu ăn hả? Đưa cho tôi. Trân Trân, là mẹ nè. Mở cửa cho mẹ đi con. Trân Trân à, Trân Trân mở cửa đi con. Trân Trân, Trân Trân con đừng dọa mẹ chứ. Con mau mở cửa ra đi Trân Trân. Dì Bảo, lên đây nhanh lên, có chuyện rồi nè. Kỳ tiểu thư bị sao vậy? Dì Bảo đâu? Dì Bảo, Trân Trân à, mở cửa cho mẹ đi con. Kỳ tiểu thư. Trân Trân à, Trân Trân mở cửa ra. Mở cửa ra, Trân Trân à. Con làm cái gì vậy? Sao có thể xô cửa như vậy được chứ? Trời, con muốn làm cái gì nữa đây? Con điên hả? Trân Trân, Trân Trân à, tỉnh lại đi con. Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân à, Trân Trân, con tỉnh lại đi. Trân Trân à, Thị tiểu thư, tỉnh lại đi con, đừng hồ mẹ. Người đâu, tới đây. Tránh ra đi, tránh ra mà lên. Cẩn thận đó, cẩn thận. Trân Trân à, Trân Trân. Cái gì? Mẹ tôi bị gãy xương hả? Được 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 được, tôi sẽ tới ngay. Sao vậy? Cô bị gãy xương. Chị à, xin nghỉ giúp em nha. Em đi từ từ thôi. Chuyện gì vậy ta? Đi chậm thôi. Cẩn thận đó. Từ từ thôi. Nè, vào đây. Sao nhanh vậy đã về rồi? Kỳ tiểu thư không sao chứ? Không có gì đáng ngại hết, chỉ bị hạ đường huyết. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn rồi. Được rồi, hai người mau đi làm món gì bổ dưỡng cho Trí Trân dùng đi. Dạ. Mẹ, anh Diệu Nam có tới tìm con không? Con bé này, giờ này là lúc nào rồi còn nhớ tới nó? Trân Trân à, bà đã nói với con rồi hả? Hôm nay bà nhắc lại với con lần nữa, từ giờ không được phép gặp con ta. Ôi trời. Bách Quân à, anh hung dữ đây làm gì? Con đang bệnh mà anh. Bà nói coi nói như vậy. Nói sao mà tôi không giận cho được. Kìa anh. Bà nói với nó đi. Nói gì một người như vậy? Mẹ. Trân Trân, trời, con đang làm gì vậy? Con gái bất hiếu, con gái không thể đồng ý với ba mẹ được. Trời, từ nhỏ con đã thích anh Diệu Nam rồi, cũng đã được mười mấy năm rồi, tính ra là hơn 3000 ngày đó mẹ. Mỗi ngày con lại thích anh ấy nhiều hơn một chút, không có cách nào giúp ra được. Nơi sống mà không có anh ấy, con không thiết sống nữa. Ê trời, Trân Trân, Trân Trân à, mẹ, ba. Con gái à, nếu như ba mẹ vẫn còn thương con, xin hãy giúp con thực hiện nguyện vọng duy nhất này đi, có được không? Được, được mà. Này nè, đứng lên đi. Từ từ rồi nói con. Đứng lên đi con. Hứa với con. Đứng lên đi con à. Mẹ hứa hết, cái gì mẹ cũng hứa hết. Nè, đứng mau mau mau, đỡ nó dậy. Lên giường nằm đi con, chuyện gì mẹ cũng sẽ đồng ý với con hết, được chưa? Chỉ cần con khỏe lại thôi. Nằm xuống đi con. Nè, lại đây, lại đây. Rồi, rồi. Nằm xuống đi con. Sẽ không sao đâu. Hứa với con nha. Hứa. Ngoan đi con. Sẽ không sao. Không sao đâu. Hả? Ê. Ê trời. Cứ kệ ba con. Mẹ sẽ nói giùm cho con. Hả? Chỉ cần con khỏe mạnh, chuyện gì cũng được hết đó. Mẹ sẽ nghe theo con mà. Hả? Ngoan. Trân Trân của mẹ ngoan. Hả? Nghỉ ngơi đi. Mẹ, mẹ vì Kỷ tiểu thư mà làm nhiều chuyện quá rồi đó. May mà chưa gãy xương, chỉ bị trật khớp thôi.
còn không phải do con gây quả sao? Nếu không phải vì chuyện của con và Lợi tiên sinh, Kỷ tiểu thư cũng đã không hành hạ bản thân mình tới mức này. Mẹ, những chuyện mà mẹ đã làm vẫn chưa đủ hay sao hả? Hân Đồng à, cô Xuân Anh cũng ở đây sao? À, chủ tịch, Kỷ phu nhân. Chúng tôi chỉ nói mấy câu rồi đi thôi. Bây giờ chủ tịch có chuyện muốn nói với Hân Đồng. Hân Đồng à, niệm tình chủ tịch trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với cô có thể nào đừng gặp Diệu Nam nữa không? Sau khi hai người quen biết nhau, Diệu Nam liền trở thành một người khác. Trước đó nó và Trân Trân nhà tôi dự định đính hôn với nhau, còn bây giờ cô coi sao Trân Trân có thể chịu nổi chứ? Hân Đồng à, thật ra chú nói những lời này có lẽ không đúng cho lắm, nhưng mà cháu cũng biết đó, Trân Trân là con gái ruột của chú. Cô chú chỉ mong là nó có được cuộc sống thật hạnh phúc vui vẻ. Đúng vậy, Trân Trân nó còn nói Diệu Nam là nguyện vọng duy nhất của nó. Cô coi, người là ba mẹ như chúng tôi tới nguyện vọng duy nhất của con mà cũng không thể thực hiện được. Nếu vậy thì chúng tôi cần nhiều tiền để làm gì? Cần ngôi nhà này để làm gì? Nói gì đi anh? Hân Đồng à, chú muốn muốn thương lượng với cháu một chút. Xin cháu sau này đừng có qua lại với Diệu Nam nữa. Chỉ cần cháu đồng ý rời khỏi nó, nó sẽ quay lại với Trân Trân. Chỉ có như vậy Trân Trân mới khỏe lại được thôi. Hả? Thưa chủ tịch, Kỷ phu nhân, hai người yên tâm đi. Hân Đồng nó sẽ tránh xa Lợi tiên sinh, nó đã đồng ý với tôi rồi. Có đúng không Hân Đồng? Hân Đồng à, bất kể cháu có yêu cầu gì, chúng tôi đều có thể đáp ứng cho cháu hết. Chúng tôi có thể cho cháu ra nước ngoài du học. Còn mẹ của cháu thì chúng tôi có thể chăm sóc chu đáo. Vậy nên cháu không cần lo lắng. Nguyện vọng duy nhất của chú cũng chỉ có như vậy thôi. Thưa chủ tịch, Kỷ phu nhân, hai người yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không qua lại với Diệu Nam nữa đâu. Thỉnh cầu duy nhất của cháu là mong hai người sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ cháu. Còn về cháu sẽ lập tức dọn ra ngoài ở. Hai bác cứ yên tâm. Hân Đồng à, cháu thật sự không cần sự giúp đỡ của chúng tôi sao? Dạ không cần đâu. Lợi tổng, anh gọi tôi hả? Nghe nói hôm nay Hân Đồng xin nghỉ, nguyên nhân là vì mẹ cô ấy bị thương hả? Đúng rồi, tay của cô tôi bị thương. Đúng lúc tôi biết một bác sĩ chuyên khoa về xương khớp rất nổi tiếng, để tôi gọi họ thử xem. Đợi chút nha. Alo, bác sĩ Chu hả? Tôi là Lợi Diệu Nam đây. Tôi muốn hỏi ông, tôi có một người bạn cực kỳ thân thiết. Chuyện là làm mẹ cô ấy bị thương ở tay. Tôi muốn nhờ ông kiểm tra giùm. Không biết khi nào ông rảnh hả? Vào lúc 5 giờ chiều mai đúng không? Được được, lúc đó tôi sẽ kêu cô ấy gọi cho ông. Được được được, cảm ơn. Dạ, tạm biệt. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Lợi tổng à, lúc nãy có lẽ tôi nói chuyện hơi quá lời rồi. Thật ra cô của tôi không bị nghiêm trọng lắm đâu. Tay cô ấy chỉ bị trật khớp thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày có lẽ sẽ khỏi thôi à. Vậy không cần kiểm tra sao? Nếu vậy cũng không sao. Để lát nữa tôi gọi lại ông ấy, kêu quỷ cuộc hẹn là được. Được rồi, không còn việc gì nữa, cô ra ngoài làm việc đi. Lợi tổng à, tôi có một chuyện không thể nhịn được nữa rồi. Không thể chịu nổi mà. Tôi nhất định phải nói cho anh biết. Anh có biết không, chuyện cái tin nhắn kia thực ra là một
Đồng hiểu lầm. Không phải là Hân Đồng gửi cho anh đâu, là cô tôi gửi cho anh đó. Chúng tôi cũng mới biết chuyện này 2 ngày thôi. Tôi kêu Hân Đồng nói với anh, con bé lại không nói. Tôi thực sự không chịu nổi cảnh hai người yêu nhau phải khổ. Yêu thì phải ở bên nhau chứ. Anh lo tự giải quyết đi. Xin lỗi. Lợi tiên sinh, sao anh lại tới đây? Anh nhớ em nhiều lắm. Hân Đồng, anh biết hết rồi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Ngô Nguyệt đã nói cho anh biết hết rồi. Thật ra thì do mẹ em lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh, có phải không? Ngay từ đầu anh đã không tin rồi. Sao em có thể gửi tin nhắn như vậy cho anh được chứ? Lời tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tin nhắn đó không liên quan gì tới mẹ của tôi hết. Là chính tôi đã gửi. Em gửi hả? Em gửi để làm gì hả? Vậy là ý gì? Tôi vốn không định nói với anh. Tôi đã có người mình thích rồi. Thiệt đó. Nếu anh không muốn gây phiền phức gì cho tôi nữa thì mong anh sau này đừng tới tìm tôi nữa. Lưu Hân Đồng, em tưởng anh là đứa trẻ lên ba dễ bị lừa lắm sao? Hả? Em có người mình thích rồi, ai mà thích em chứ? Được thôi, vậy mau gọi người em thích đó, kêu anh ta ra đây. Kêu anh ta tới đây đứng trước mặt anh thì anh sẽ tin. Nếu không có chết anh cũng không tin. Có không hả? Không có phải không? Có. Người đó chính là tôi. Chuyện gì đấy? Hả? Là chuyện gì cậu còn chưa hiểu sao? Người Hân Đồng thích chính là tôi. Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Tôi mong không ai làm phiền sự vui vẻ hạnh phúc đó. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Hân Đồng. Còn cậu, hãy ngoan ngoãn ở bên Trân Trân đi. Đừng mang tới cho Hân Đồng thêm phiền phức. Lẽ nào cậu muốn cô ấy bị người thân cô lập thì mới chịu buông tay? Đúng rồi Chấn Vũ, đừng nói nữa được không? Lưu Hân Đồng, anh hỏi em, lời anh ta nói có phải thật không? Anh muốn nghe từ chính miệng em. Ôi trời ơi, cô gái nhỏ đáng thương. Cần gì hành hạ bản thân như vậy chứ? Đều tại con nhỏ họ Lưu kia hết. Từ ngày hai mẹ con của nó tới nhà mình ở, không có ngày nào là yên ổn. Bây giờ thì hay rồi, tới cả anh Diệu Nam cũng vậy luôn. Diệu Nam vẫn chưa gọi điện cho cậu hả? Thật không ngờ, cái cô Lưu Hân Đồng này thật là không đơn giản nha. À, đúng rồi, phòng của người giúp việc nhà cậu ở đâu? Tầng cuối cùng đó. Mà cậu hỏi làm gì? À, mình muốn kêu họ làm cho cậu chút đồ ăn đó mà. Anh Trấn Vũ, lúc này cảm ơn anh đã giúp em diễn kịch. Nhưng mà em không biết liệu việc đó có làm sức mẻ tình anh em giữa hai người không? Em yên tâm, Diệu Nam không nhỏ nhen vậy đâu. Hơn nữa, việc lúc nãy cũng không hoàn toàn là đóng kịch. Anh nói thật lòng. Hân Đồng, không phải em luôn hỏi anh hai bức tranh này là anh vẽ cái gì sao?
Hân Đồng, từ khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, không hiểu tại sao ánh mắt của anh đã bị em thu hút. Khi thì nhìn thấy em vô tư cười ha hả, lúc là thấy em tức giận chau mày câu có, nhìn em đọc sách dưới ánh nắng, nhìn em giúp mẹ làm việc. Những điều nhỏ nhỏ ấy từ lâu đã ghi dấu trong trái tim của anh. Hân Đồng, anh rất thích. Anh Trấn Vũ, anh đừng có nói nữa. Em biết anh muốn nói gì rồi, nhưng xin anh đừng nói nữa. Em thật sự chỉ coi anh là anh trai thôi. Có lúc em coi anh giống như anh ruột của em vậy. Hân Đồng, em có thể tạm thời không chấp nhận anh, nhưng em không thể từ chối anh. Yêu là chuyện của cả đời người. Anh tình nguyện đợi chờ em, đợi tới ngày em chấp nhận anh mới thôi. Anh Trấn Vũ à, em đi trước đi. Bà là Ngô Xuân Anh đúng không? Ờ. Kỳ tiểu thư kêu bà làm cho cô ấy một ly nước ép rồi mang lên phòng. Ờ, được. Mẹ đi đâu vậy? Kỳ tiểu thư kêu mẹ làm nước ép cho cô ấy, mẹ đi làm đi. Trời, thôi để con làm cho. Trước khi tay mẹ khỏi hẳn thì mẹ cứ nghỉ ngơi đã. Là Kỷ tiểu thư kêu mẹ làm cho cô ấy mà, cứ để mẹ làm cho. Lẽ nào chiếc chìa khóa này có liên quan tới Trí Trân sao? Tôi tìm không thấy nhà vệ sinh. Nó ở đâu vậy? Ở trên lầu. Anh cảm ơn nha. Trí, lẽ nào chiếc chìa khóa vàng này là của Trí Trân sao? Em cũng không biết nữa. Cái này em tìm thấy trong phòng bà Xuân Anh. Hơn nữa bà ấy còn giấu rất kỹ. Cách gia công điêu luyện như vậy, coi ra không phải là thợ kim hoàn tầm thường đâu. Thừa Tuấn à, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Anh nói cho em biết được không? Nếu không em sẽ rất lo lắng đó. Em phiền quá. Anh có việc phải đi trước đi, liên lạc với em sau nha. Thừa Tuấn à. Thôi, vậy mau gọi người em thích đó, kêu anh ta ra đây. Kêu anh ta tới đây đứng trước mặt anh thì anh sẽ tin. Nếu không có chết anh cũng không tin. Có. Người đó chính là tôi.
tìm con sao? À, Diệu Nam à, ba có vài điều muốn nói với con. Ngồi đi. Ba nghe nói con với cái cô gái họ Lưu kia đã chia tay rồi. Vậy thì tốt. Nè, đây là đơn chuyển nhượng cổ phần của Thiết Kế Cộng Hòa. Chỉ cần con đính hôn với Trần Trân thì số cổ phần còn lại ba sẽ chuyển nhượng hết cho con. Đây không phải là điều con mong muốn hay sao? Hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Ba cũng biết trong nhiều năm nay con vẫn luôn cảm thấy rất hận ba vì cái chết của mẹ con. Đương nhiên rồi, ba cũng không mong con sẽ tha thứ cho ba. Nhưng ba vẫn muốn nói với con rằng chúng ta liên hôn với Kỷ Gia không chỉ tốt cho Lợi Thị và có lợi cho ba, mà điều quan trọng là nó cũng có lợi cho con nữa. Nó có thể giúp con hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Vậy nên ba muốn nhắc nhở con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Suy cho cùng, việc phải xa người phụ nữ mà con yêu là quan trọng hay là người mẹ quá cố của con quan trọng? Suy nghĩ cho kỹ đi. Alo, Hân Đồng. Chào. À, không có gì hết. Đã lâu rồi chưa nghe giọng của em. Anh cảm thấy rất tốt. Em với Kỷ Chấn Vũ sao rồi? À, anh biết anh ấy. Tính anh ấy rất tốt. Tính cách cũng hợp với em. Đương nhiên rồi, anh Chấn Vũ rất tình cảm, rất lương thiện, lại rất hiểu em. Tóm lại anh ấy điểm nào cũng tốt hết. Tốt hơn anh nhiều đúng không? Không như anh, vừa háo sắc vừa bá đạo, lại còn không biết đạo lý gì. À, nếu em đã gặp được người con trai tốt như vậy thì em đó, em cũng phải thay đổi sửa bệnh ngốc của mình đi biết không? Em đừng có ngày nào cũng hung hăng với người ta giống như với anh vậy. Đừng có giấu mình sau lớp vỏ bọc để người khác xem. Con trai không thích như vậy đâu. Hãy tháo bỏ nó đi. Thật ra em cũng dịu dàng đó, đúng không? Hãy dịu dàng hơn và nhu mì hơn. Anh hy vọng em sẽ ổn. Đương nhiên rồi, em sẽ trở thành một người con gái vô cùng dịu dàng. Không ai bị kịp, em sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất, thuộc nữ nhất. Cái gì mà Sophia Marceau, Cleopatra gì đó, hay là ảnh hậu Oscar gì đó đều không thể so sánh với em. Em là người tài giỏi nhất. Vậy hai người đã bàn bạc tới việc kết hôn chưa vậy? Khi kết hôn nhớ gọi anh tới nha. Anh sẽ chúc phúc cho hai người. Em cũng sẽ chúc phúc cho anh và Trí Trân. Cô ấy rất yêu anh, hai người thật sự rất xứng đôi. Anh hỏi em một câu nha. Em thật sự thành tâm hy vọng anh kết hôn với Trí Trân đúng không? Điều đó là kết quả tốt nhất cho cả hai chúng ta. Cũng là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người. Được rồi, tạm biệt.
Hân Đồng, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Những thứ này em cầm hết đi. Đây không phải là bản kế hoạch mới được duyệt sao? Sao lại đưa cho em? Anh sẽ nghỉ phép vài ngày để xử lý việc đính hôn với Trí Trân. Vậy còn Hân Đồng thì sao? Có lẽ cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Anh thật sự quyết định sẽ kết hôn với Trí Trân rồi sao? Thiết kế cộng quà những ngày này đã có em trông coi giúp anh rồi. Cũng không có quyết sách lớn nào cần đưa ra, giúp anh trông chừng là được rồi. Anh sẽ mau chóng trở lại. Có phải là vì ba không vậy? Ông ấy đã hứa với anh, chỉ cần anh kết hôn với Trí Trân, ông ấy sẽ đưa hết cổ phần của ông ấy ở thiết kế cộng quà lại cho anh. Em biết rồi, em ra ngoài trước đi. Dựa vào đâu mà anh có mọi thứ chứ? Nếu các người đã muốn chặn đường tôi thì đừng trách tại sao các người không còn đường mà đi. Tới rồi hả? Hôm nay cậu mời tôi tới nếu hy vọng tôi sẽ xin lỗi cậu thì không có đâu. Nghĩ đi đâu vậy? Sao anh lại nghĩ tôi muốn anh xin lỗi tôi? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi đã đồng ý kết hôn với Trí Trân rồi. Thật đó, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Tính anh tốt, phẩm chất cũng tốt. Hân Đồng theo anh là lựa chọn tốt nhất. Là cậu nói đó. Vậy thì từ hôm nay trở đi, hạnh phúc của Hân Đồng sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Tôi biết rồi. Tôi hy vọng anh sẽ tốt với cô ấy, cho cô ấy hạnh phúc. Cứ yên tâm, tôi hứa. Uống đi. Cầm cái này, tới phòng làm việc của Lợi Diệu Nam đi. Người của thiết kế cộng quà cũng không ai quen em, chắc là không ai nhận ra đâu. Đây là cái gì vậy? Không được coi. Anh nói em làm cái gì thì làm cái đấy đi, đừng có phiền phức với anh. Lần này tôi giúp cô che lại, lần sau thì không có đâu. Alo. Alo, em tới đâu rồi? Em đang trên đường rồi. Lợi Diệu Nam lát nữa sẽ về lấy đồ, vài ngày nữa anh ta sẽ không tới công ty. Em nhanh lên đi, biết chưa? Dạ, em đi ngay mà.
Chào anh, cho tôi hỏi thăm một chút, phòng làm việc của Lợi tiên sinh ở đâu vậy? Lợi tiên sinh nào? À, Lợi Diệu Nam. À, ở trong kia kìa. À, cảm ơn anh. Ừ. Nè cô ơi, cho hỏi cô tìm ai vậy? À, tôi tìm Lợi tiên sinh. Cô tìm tổng giám đốc của chúng tôi để đưa văn kiện hả? Đưa cho tôi là được rồi. À không, không được. Cái này tôi phải đưa tận tay cho anh ấy. Rốt cuộc thì cô là ai? Cô có tới để đưa văn kiện không? Tôi ở đây không phải là để trang trí đâu. Cô tới đây để bán bảo hiểm hay để chào hàng chứ gì? Sao bây giờ những người như cô lại vào đây dễ như vậy chứ? Phiền cô ra ngoài có được không? Angel à, qua đây. Nhưng mà... Nhưng gì mà nhưng hả? Qua đây. Sau này phải biết ngoan ngoãn một chút. Đi đi. Sao vậy hả? Còn chưa đi nữa? Ờ. Hân Đồng à? Dạ chủ tịch. Không phải ta đã nói rồi sao? Cứ gọi là chú đi. Dạ chào chú. Hân Đồng à, chú có thể nhìn ra cháu và Diệu Nam thật sự yêu thương nhau, có đúng không? Vì vậy chú cũng thấy rất có lỗi khi yêu cầu cháu từ bỏ Diệu Nam. Đó là lỗi của chú. Nhưng mà chú quả thật cũng hết cách rồi. Nhìn thấy con gái và vợ của mình phải khổ sở như vậy, chú thật sự không còn cách nào khác. Hết cách thật rồi. Không sao đâu chú à. Trước giờ chú đối xử với cháu rất tốt. Mỗi khi Kỷ phu nhân và Kỷ tiểu thư bắt nạt mẹ con cháu thì lúc đó chú đều ra sức bảo vệ. Chú còn cho cháu tới công ty làm việc. Lòng tốt của chú cháu luôn ghi nhớ ở trong lòng. Hân Đồng à, cháu không có trách chú chứ? Cháu và Lợi tiên sinh vốn dĩ không nên ở bên nhau. Anh ấy và Kỷ tiểu thư vẫn xứng đôi hơn. Chú yên tâm, cháu sẽ ổn thôi. Được rồi. Chú nhớ lúc đầu tiên gặp cháu, chú thấy ở cháu có một thứ sức mạnh rất kiên cường, không dễ bị khuất phục. So với lúc ta còn trẻ rất là giống. Hân Đồng à, hãy hứa với chú ha, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ nói với chú, có được không? Vậy cháu xin phép đi trước nha chú. Thích làm anh hùng hả? Dừng tay lại. Biết. Cầm lấy không sao đâu. Chú à, nếu như cháu cầm lấy thì không phải đúng như lời con gái chú nói sao? Đó là lợi dụng chuyện bị thương để lừa tiền của chú. Cho nên cháu không thể nào cầm được đâu chú à. Thưa chủ tịch, Kỷ phu nhân, hai người yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không qua lại với Diệu Nam nữa đâu. Cháu sẽ lập tức chuyển ra ngoài ngay. Hai người yên tâm. Mẹ để con giúp cho. Mẹ sao vậy? Hân Đồng, con đi đi.
con còn ở lại đây làm gì nữa? Chỉ gây phiền phức thêm thôi. Con nên đi xa một chút, để sau này không gặp Lợi tiên sinh nữa. Có như vậy mới có thể tốt cho Kỷ tiểu thư. Còn mẹ? Không cần lo cho mẹ. Mẹ vốn định sẽ ở lại Kỷ gia này. Chỉ cần con đi rồi, mẹ sẽ sống vui vẻ. Được. Đợi khi tay mẹ khỏi hẳn, con sẽ lập tức dọn đi.